Hello anh em, chào mừng anh em đến với channel của mình. Là khi mà Lộc Nguyễn thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách sử dụng tài liệu tham khảo của mình. Thì trước đây thì cách sử dụng tài liệu tham khảo của mình thì mình đã chia cho các cấp độ như thế này. Cấp độ đầu tiên đó là cùi bắp nhất. Tức là ví dụ như mình có cái con nhân vật của mình vậy. Đây mình có cái khiên nha, cái này là cái tài liệu mình vẽ là cái khác y chang vậy, mình cho nó cầm. Đây là cách sử dụng tài liệu tham khảo cùi bắp nhất, siêu cùi củ chuối luôn. Và cách này nếu như các bạn sử dụng cái cách này á, thì khi mà các bạn mà vẽ người nào khác mà họ thấy cái khiên này ở đâu đó rồi thì họ sẽ nói các bạn là đạo khiên. Đó là các bạn chép lại y chang, các bạn xài các bạn nói đó là của các bạn thì các bạn sẽ hay bị người ta nói là đạo cấp á. Nhưng mà vấn đề là các bạn có làm y chang vô con bạn thì mình nghĩ nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu, tại vì các bạn đừng có đem nó mang đi xài vào cái mục đích thương mại hay là tự nhận cái này là sáng tác của mình 100% là được. Các bạn có quyền vẽ giống y chang để luyện tập, chuyện đó không có vấn đề gì hết, nên các bạn đừng có nghĩ trong đầu là mình mà vẽ lại y chang đó là mình cặn bã sao. Vào khi bạn vẽ lên mà người ta chửi bạn bạn cấp này nọ thì bạn nói họ là đây là cái tài liệu bạn chỉ gồ ra Google cũng được đó, ghi đơn giản là nguồn Google internet, thì bạn đang là luyện tập hoàn tập vẽ thiên lôi. Cách này vẫn tốt, đó là cái khi bạn vẽ giống nó y chang được thì bạn sẽ hiểu được cái nguyên tắc của nó, bạn sẽ hiểu được ánh sáng chất liệu này nọ, thì đó là cách luyện tập. Nhưng mà cách đó là cách cùi nhất. Rồi bây giờ trở lại cách cao siêu hơn chút nữa là bạn sẽ có cái khiên như vậy, bạn sẽ vẽ lại cái khiên giống y chang vậy, đổi màu nó đi, bạn đổi màu nó thành cái màu khác. Cách này là cách thứ hai, mà cách thứ hai mà nâng cấp của cách thứ hai một chút nữa là bạn sẽ đổi mà bạn không đổi màu tổng thể luôn, bạn đổi màu lẻ từng cái luôn. Thì bạn sẽ có được cái khiên giống y chang cái mẫu nhưng mà nó khác màu, bạn nhìn nó ngầu hơn, chất hơn, ví dụ vậy. Thì đây là cái cách thứ hai, là nó nâng cấp lên cấp thứ nhất. Cách này thì các bạn sẽ ít bị người ta xỉa xói hơn, nhưng mà tốt nhất vẫn nên ghi là luyện tập, tại vì cái này không phải là cái ý tưởng của bạn thì bạn đừng nên ghi ấy, bạn sẽ bị cộng đồng mạng nó vùi dập vậy lắm, thì bạn cho qua nha. Cái này mình chỉ thôi, khi mà bạn làm được bước cách thứ nhất, cách thứ hai á, chúng ta chuyển sang cái cách sử dụng tài liệu tham khảo thứ ba, cấp độ thứ ba. Độ ba là bạn xài nhiều tài liệu tham khảo hơn. Này, ví dụ một đống tài liệu tham khảo này, bạn vẽ lại cái khiên đi trang vậy. Này, cái khiên. Đó, bạn giờ mình này nè, ví dụ như vậy. Mình đéo thích cái khúc dưới, dễ khúc dưới gạp vô. Đó, bạn sẽ ra cái khiên mới. Cái khiên này của bạn á, thì nó không, các bạn cũng có thể ghi và sáng tác của bạn cũng được. Bạn đừng có sợ là bạn ghép nhiều thứ lại, người ta sẽ nói là bạn ăn cắp. Đây là vẽ, là giống như là bạn làm cái khiên thiệt của ngoài đời như vậy thôi. Bạn làm cái điện thoại giống như là, thì bạn quyền lấy những cái mà hay, những cái bạn thích để bạn làm ra cái khiên của bạn. Nhưng mà cái cấp độ này nó sẽ có hai vấn đề phát sinh. Vấn đề đầu tiên đó là các bạn ghép vô sẽ không hợp, giống như vậy, cái góc độ của khiên này và góc độ khiên này nó sẽ không hợp. Cái thứ hai là cái màu sắc các bạn sẽ sử dụng nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cho cái khiên là không được đẹp, không được gọi là tự nhiên đó, nhìn nó là xào xào sao kiểu vậy á. Thì để giải quyết cái này á, thì các bạn phải mình sẽ chuyển học lý thuyết một tí, lý thuyết rồi là để vẽ những cái mà nó góc độ giống nhau á. Thì lý thuyết này sẽ có hai cái, mình không nói nhiều về lý thuyết, nói cái đơn giản nhất cho bạn dễ hiểu mà. Lý thuyết thì bạn nhớ hai điều cho mình. Điều thứ nhất là cái gì gần là bự, xa là nhỏ. Ví dụ các bạn vẽ một cây thước chĩa ra phía trước,
đó, cái thước chỉa lên, chỉa ra phía trước giống vậy đó. Thì cái nào mà gần cái người đối diện hơn, tức là gần mình, theo này nó chỉ với mình gần mình hơn thì nó sẽ bự hơn, cái xa nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ tạo cho bạn được khúc về phối cảnh. Tương tự với cái khiên này, các bạn nhìn mà chính xác thì khúc bên đây nó sẽ nhỏ khúc bên đây, thấy không? Đó gọi là phối cảnh, nó tạo lực hút, tạo cái phối cảnh cho không gian. Mấy cái này là nhìn trực diện nó không giống nhau, nó giống nhau hết hai bên. Cái đó là thứ nhất là gần lớn xa nhỏ, nó teo đều rồi nha đó. Còn bây giờ tới cái thứ hai bạn cần nhớ cho mình, đó là nguyên tắc chia đôi. Mọi thứ bạn cố gắng chia nó thành, mình vẽ nó thành cái hộp mình chia đôi nữa. Ví dụ như cái này, đó, bạn chia đôi nó ngay giữa, chia đôi ngay giữa. Đó, các bạn cố gắng chia đôi mọi thứ bạn vẽ để bạn có thể vẽ được đúng phối cảnh mà nó đẹp. Thì để rõ hơn hiểu chia đôi này thì mình sẽ tới cái giới thiệu số thứ. Chia đôi thì nó sẽ có hai thứ bạn cần nhớ cho mình. Cái đầu tiên là những cái mà dạng hộp phẳng á, là luôn luôn nằm giữa. À, bạn thấy không? Cái cọng dây thun này nằm giữa nè. Cái bạn nghiêng nó như thế nào thì cái cọng này luôn luôn nằm giữa của mặt phẳng này. Bạn nhìn thấy không? Nó chia này là đều hai bên. Bạn nghiêng thế nào thì nó cũng vậy, nó chỉ có là cạnh này bự, cạnh này nhỏ, cái nào gần thì bự, cái xa thì nhỏ. Còn cái khúc này sẽ là chia đôi luôn, nó luôn luôn chia đôi. Nếu có còn còn thun nằm đây thì nó cũng chia đôi giống vậy luôn. Đó là đối với những cái thứ mà hình hộp phẳng. Đó những cái thứ mà hình cầu, hình bo tròn, mặt cái mặt của nó là hình tròn đó, chứ không phải là mặt của nó phẳng. Tương tự cái hũ này là không, cái bạn mà nhìn trực diện vô luôn nó sẽ chia đôi, nhưng mà khi bạn nghiêng nó, nhìn nghiêng góc đó, thì một bên bên nào gần sẽ nhiều hơn và bên kia nhỏ hơn, cộng thun này không còn chia đôi nữa. Đó, tương tự nè, quay bên này thì bên này sẽ bự hơn và bên đây sẽ nhỏ hơn, nó sẽ không còn chia đôi nữa. Đối với những cái thứ mà cái mặt nó dạng tròn, bạn nhớ hai 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 thứ cho mình. Đó, tương tự nè, cái khiên nè, nó dạng mà nó nếu như nhìn nghiêng của nó là nó sẽ tròn ở phía trước này nè. Nó nhìn ngang 90 độ với khiên này nè, nó sẽ giống vậy nè, tức là nó sẽ bo tròn. Đó, thì cái này nó sẽ một bên bự nè, bên đây nhỏ nè. Đó, đó là những cái thứ mà dạng mà bo tròn. Còn cái thứ nào thẳng thì nó sẽ lúc nào nó sẽ chia đôi hết. Rồi. Thì quay lại tới cái phối cảnh này. Thì bạn muốn vẽ đúng phối cảnh này bạn phải chia đôi. Thì cái góc độ chia đôi, cái độ lớn trên là tỷ lệ của hàng này, cái khiên này quay giống vậy luôn. Khiên dưới này nè. Đặt trên. Nào bây giờ mới nhặt vô để nó dính. Thì nó mới chia tỷ lệ giống giống vậy luôn thì nó mới được. À. Nên khúc dưới này bạn không xài giống này được mà nó bỏ ra. À, phải vẽ nó vô đây giống nhỉ. À, thì cái đường giữa sẽ nằm đây. Ở đầu chia đôi cái khiên này ra nè. Đó. Thì cái chùm này nó xích dưới một chút, chùm này nó dưới một chút, mình nó đầu chia đôi cái bên đây luôn. Đó, này nó dưới miếng nè. Cái này nó gần ở dưới đỉnh hơn nè. Ở một chùm vô. Từ từ bên này à, thì các bạn sẽ có được cái góc độ đúng và giống với cái phối cảnh của cái này. Rồi giờ cái đó là cấp độ thứ ba, mình sẽ bắt đầu tới cấp độ thứ tư. Đây nhắc lại luôn, cấp độ đầu tiên đó là vẽ giống y chang mẫu, cấp độ thứ hai là vẽ giống y chang mẫu nhưng mà có chỉnh sửa màu sắc hoặc là mấy cái hoa văn nhỏ nhỏ như vậy nè, mấy cái quấn quấn nè, tay đã dễ quấn quấn bạn quất tam giác vô, tròn vô cũng được rồi. Thì nó sẽ ra cái khiên khác với cái khiên một cái mẫu chút xíu, đó là cấp độ thứ hai. Sang cấp độ thứ ba là bạn sẽ ghép sử dụng nhiều tài liệu tham khảo để mang những tài liệu tham khảo đó bạn chế lại thành cái khiên của bạn. Các bạn đừng bao giờ để suy nghĩ là vậy là cặn bã, mình là cái mình là phải tự mình nghĩ ra hết.
Nó bạn nghĩ đầu bạn sẽ vẽ những thứ không hợp lý như con chiên này, cái chiên tròn à, cái này chắc là kim loại nên gắn mang ốc vô. Sau đó trong này ta để cái tam giác, mình không vẽ được cái mặt sư tử, giờ mình để cái tam giác vô. Cái này là gỗ, này là gỗ à, tam giác này bắt đầu nó chùm là giữa nổi khối rồi đó, ví dụ vậy. Thực tế cái này không phải các bạn nghĩ ở đâu, các bạn đã từng thấy nó ở đâu rồi, bạn đã từng thấy khiên hình tròn ở đâu, bạn đã từng thấy khiên mà có cái viền kim loại này ở đâu đó, bạn nhớ không đầu, bạn từng thấy cái lớp gỗ này ở đâu, các bạn đã từng thấy cái tạo hình này ở đâu đó rồi, các bạn vẽ vô, các bạn không bao giờ vẽ cái thứ mà bạn chưa bao giờ thấy đâu. Nên thành ra cái việc mà sử dụng những cái này để ghép lại, các bạn là sử dụng bình thường, tất cả những họa sĩ họ đều sử dụng tài liệu khảo như thế này. Nếu bạn thấy cái clip họ vẽ speed pen, họ vẽ gì đó mà bạn không thấy tài liệu khảo, tại vì họ có cái màn hình nữa, màn hình để đây, bạn không nhìn thấy màn hình đó, bạn chỉ nhìn thấy màn hình làm việc của họ thôi đó. Rồi giờ nó tới cái cấp độ thứ tư. Cấp độ tư là cấp độ giống cái khiên này, tức là bạn có nhiều tài liệu khảo vậy nhưng mà bạn sẽ vẽ ra một cái là nó sẽ không giống hết này luôn, đó là tùy theo các bạn nhớ. Chẳng hạn như bạn có sẵn cái hoa văn trong đầu rồi, bạn đã từng vẽ nhiều hoa văn đẹp, cái hạn hoa văn của bạn là dạng kêu là cái gì của anh ta, tượng hình đó đó, bạn đem mấy này bỏ vô. Sau đó các bạn đã có cái khiên của bạn trong đầu rồi, cái khiên của bạn vẽ khiên kiểu này đó, tất cả tài liệu tham khảo này mình sẽ lựa, bắt đầu cái này hồ viên ngọc này đẹp nè, mình sẽ gắn viên ngọc này vô nhiều à, cái viền kiểu này đẹp nè, nó có cho nó có viền ngọc ngoài nó cứng cáp hơn rồi à, cái à, nó cho nó dạng mình lủng lỗ hơn chút cho nó sai phai hơn, nó kêu là hiện đại hơn, rồi lủng lỗ hơn. À, cái này sẽ là lưới, trên này đó là gắn hai cái mà lấy mấy họa tiết mà tường hình này bỏ vô đó, thì bạn sẽ cũng vẫn như cái thứ ba là bạn qua cắt ghép, nhưng mà các bạn sẽ có những cái tạo hình riêng của bạn rồi, và nó sẽ không giống những cái tài liệu luôn, bạn có cái tạo hình riêng trong đầu của bạn, những cái xếp rồi, do bạn vẽ nhiều mới đạt tới cấp độ được. Còn cao nhất đó là sử dụng tài liệu tham khảo của cái khác luôn, ví dụ đây là thiên không nha, bạn sẽ chẳng hạn sạch như là sci-fi with one. Lên một cấp độ nó, ví dụ như cấp độ tư này nè, sẽ xài những cái khác luôn, không xài khiên nữa, bạn sử dụng tài liệu tham khảo bằng là cái súng này. Đó. Ví dụ bạn thấy cái súng này nó sẽ có cái ống năng lượng đẹp chơi vào, tao gắn cái ống năng lượng vào đây, này giống bên này ống nữa đó, mày sẽ gắn ống lượng những cái này nó sẽ có những cái lằn nứt hơn, đẹp hơn, tách khối cái thằng này ra để tạo cảm giác cho nó sai phai hơn, hiện đại hơn, tương lai hơn đó, kiểu vậy. Là bạn sẽ sử dụng tài liệu khảo một cái thứ gì đó không liên quan tới cái kim luôn để bạn vẽ. Rồi bây giờ quay lại với cái bỏ qua này, mình nói lý thuyết hơi nhiều rồi, 15 phút rồi. Rồi quay lại để vẽ được cái kim mà bạn muốn vẽ góc độ nào cũng được á, bạn phải chia đôi nó được. Đấy, chia này chia đôi. Bạn vẽ ra bạn phải chia đôi được. Mình vẽ cái hình tròn. Hơi méo. Vô sớp quá. Ai vẽ tròn được vẽ nha, không phải làm như mình nó công nha. Rồi chia đôi, bây giờ mình vẽ cái khiên này nha, vẽ y chang cái khiên này nha, rồi vẽ y chang khiên này cho gì đi. Khiên này nó sẽ có dạng hình như cái trứng mà bị chùm xuống ở giữa. Nhưng mình không có xu hướng như giống y chang đâu, bạn muốn như giống y chang có, từ khi bạn ngồi bằng kéo ô về nè,
hoặc là có nhiều kinh nghiệm rồi da giống như Trang, không có xuống da giống như Trang rồi. Gì rồi bên đây mình gì rồi mình sẽ giáo giống cái chuyện này, nhưng mình sẽ vẽ góc trực diện luôn cho dễ nhìn. Chia đôi cái này ngay đỉnh được rồi. Hôm nay chia đôi nó hơi xéo nè, tại vì cái này nó sẽ muốn chụm nhỏ này nè, cái này gần bự, cái này xa nhỏ, mình bằng nên mình khỏi mình vẽ trực diện nên thành ra nó hai bên sẽ bằng nhau luôn. Giờ bắt đầu chia đôi này ra này, hai bên quét xuống. Này đó, dư ra luôn, mua cái mỏ nhọn vô dưới này không vậy đúng rồi. Trên này nó bắt đầu có hai cái cánh quạt, môi thật là để nổi gương. Nè tiếp tục nè, giờ bắt đầu này nè, hai bên này mình thấy bằng nhau không? Chia đôi đi, cái nào là chia đôi được là chia đôi cho dễ dễ cái gì cho. Chia đôi là cái dễ chia mà ước lượng được đó. Ở giữa tới đây này tiếp tục vô hai bên chút đây. Một tròn nhìn xuống này nó sẽ có cái đồ dày nè, này nó sẽ ngang ngang ở dưới bớt luôn, cong lên cong xuống, cong lên cong xuống, này dễ nhọn lên. Này nó có cái đường ở giữa nè, xích lên hai bên đây nó có ba gạch, hai gạch chứ đếm cũng sai nữa chết rồi. Xong các bạn copy được cái khiên này qua cái góc độ cái gì đó. Nếu bạn nào xài Photoshop thì việc sao dễ thực hiện vậy, nếu bạn muốn nó nghiêng giống vậy thì dễ. Ví dụ giờ mình muốn nó nghiêng giống đồ này mà mình đã vẽ nó trực diện, muốn nó nghiêng cái cạnh trên tay nó thấy không, mỗi cạnh vô góc đầu lại nó sẽ nghiêng, nhưng mà nó sẽ không nghiêng được giống này. Bạn muốn giống mà phải quáp nó bằng đẩy nó lên, thì cái này nó chỉ nghiêng được những cái mặt thẳng thôi, còn cái này là cái khiên nó dạng tròn á, như mình nói đó. Tròn thì nó sẽ nghiêng qua bên. Eo quan trọng đó, bên này sẽ bự hơn đó, nó mới bắt đầu giống hơn, không giống lắm, vẽ sẽ giống hơn. Công cụ nó chỉ một phần, thì công cụ nó làm theo dạng đều, nó không ai chỉnh tay gì. Rồi đó là cách phát thảo cái giống mẫu. Giờ chế mẫu đó này đi, chế mẫu. Giờ mình bắt đầu như nãy nói, mình thích những cái làn sọc của cái khiên này, sọc xéo vô nè, tao lấy dính khác nha, chơi nó màu khác nó đẹp, màu nào dễ nhìn nữa. Xin dương sọc vô này, sẽ sọc vô giữa với này, nó sẽ hơi thục như một chút, cái tỷ lệ đó là làm giống cho nó tạo cái nét đẹp hơn. Đó rồi, đâu sử dụng cái cách thứ ba là chế cháo nè, cái cấp độ thứ ba chế cháo như cái kia.
cái này mình không muốn nó cái này mình không muốn nó cục tròn gì nữa, mình sẽ giữ lại cái hình khác luôn, hình không đẹp, bôi hết cái hình này luôn, mình sẽ để cái kiếm vô, kiếm này là cái mũi kiếm ở dưới. Lên nguyên này xuống teo, nó bự quá nó ngoài đẹp tâm di của mình. Cái đầu kiếm đi vô, quắn này chặt hơn. Mình cho cái khiên này nó nghiêng xíu, tại vì nó không có lên khối nhiều á, vẽ trực diện quá khiên nó bị dẹp lắm. Thì do cái kiềng nó hơi nghiêng dung. Mình muốn nó sai tay hơn xíu. Hai cái cánh này nè. Thấy kiểu này đẹp. Nằm xa quá, cái này nó nằm xa quá. Không thấy mình gì nó lên. Này là mình chuẩn bị trước rồi, tại vì để vẽ lâu lắm. Cánh này ra chuyển hóa này chung. Bỏ mấy cái thằng như hai thằng kia đi, vừa lại này thôi, này mày từ bên này sẽ nhỏ hơn, mình vẽ theo cái sườn ở dưới của mình có nè, tại nó nghiêng mà bên nào gần bự bên xa nhỏ, cái trang nguyên tắc hơn. Nhỏ teo này lại nó giống được. Có cái lưới từ trường này. Mình sẽ lấy một cái nào đẹp ta. Lấy cái lưới trường này đi. Có cái lưới ở đây thì tối như vậy nhỉ, tối qua để lấy một sành này là nó làm gì nhỉ, đó, trong cái ô này sẽ lấy cái lưới từ trường cho nó đẹp hơn. Đây nó sẽ là hình nó cái ô vuông này là hình hộp này. Đi ra còn gì easy. Còn gì dễ bằng đúng không?
Còn gì dễ bằng nữa. Đây, tầm này chắc được. Chưa thêm từng cái vô đây. Này bọn tôi có cảnh nó hơi phồng lên mà nên quá để cho nó phồng. Còn bạn nào mà không có cái giày vẽ tay hay là vẽ công cụ khác không, cái này bạn vẽ vô nó hơi khó thôi. Có đi bình thường nghe. Rồi. Này thấy đây một chút. À, khi cái khiên mà nó nghiêng như này, nó sẽ có cái gọi là độ dày của cái khiên á. Thầy vẽ thêm vô. Kiếm này dẹp quá vậy, cái này để dẹp rồi này. Nào mà thấy được trong phải vẽ độ dày nữa vô. Tinh tế vô này thấy trong tinh tế vô có này đi nóng có một lưới như này luôn thấy như này ra. Rồi cái chuyện này xấu vãi luôn mà nói lại chuyện của mình vẽ trong trong không được rồi. Giờ mình có cái kia ở đầu.